Hà mã có tuổi thọ ấn tượng so với nhiều loài động vật hoang dã khác, thường sống từ 40 đến 50 năm trong môi trường tự nhiên. Khi sống trong điều kiện nuôi nhốt, tuổi thọ của hà mã thậm chí có thể lên đến 60 năm. Tuổi thọ dài này phần nào nhờ vào kích thước to lớn, ít có thiên địch tự nhiên và môi trường sống ổn định. Tuy nhiên, tuổi thọ của hà mã cũng chịu ảnh hưởng lớn từ các điều kiện môi trường như nguồn nước, thức ăn và sự cạnh tranh lãnh thổ. Trong tự nhiên, khi nguồn nước cạn kiệt hoặc nơi sống bị thu hẹp, hà mã phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ thiếu thức ăn đến xung đột với các con hà mã khác những yếu tố này có thể làm giảm tuổi thọ của chúng đặc biệt là đối với các con được phải đấu tranh để bảo vệ lãnh thổ điều đặc biệt là hà mã không già đi một cách nhanh chóng mà dần dần qua các năm chúng vẫn duy trì sức khỏe và năng lượng cho đến gần cuối đời